Chào các em, hôm nay chị có 8 sticker chú gấu và những người bạn nha. Giờ chị sẽ lột 8 sticker này và dán xuống cuốn tập ở phía dưới này nha các em. Rồi, giờ chị sẽ dỡ cuốn tập này ra. Chị sẽ dán hình chú gấu về chàng người bạn thợ săn này nha. Chị sẽ dán hình lớn này và chỉnh sửa tấm bìa này nha các em. Chú gấu sau và một người bạn thứ hai là một ông lão đang đội một chiếc nón nha. Đây là hình ảnh chú gấu về đang cõng một em bé. Đây là hình em bé. Em bé có một cái sừng khá là cute dễ thương nha. Đây là hình ông lão đó nha. Chúng ta đang cầm một cái súng có ống nhòm để đi săn. Đây là hình chú gấu và con khỉ nha các em. Con khỉ nó đang bị chú gấu xách ngực. Đây là hình chú gấu đang lái máy bay dù nha. Là hình ảnh chú gấu và ông lão. Chú gấu đang kéo chân của ông lão nha. Đây là hình chú gấu đang cầm cuộn sợi dây mà thả dù rồi, thả diều đó các em. Đây là hình ảnh chú gấu đang ăn một ăn trái cây nè. Và đây là hình ảnh hai chú gấu. Chú gấu đang làm hành động giơ bút của mình lên kiểu đi dọn. Còn đây là hình chú cá nha. Đây là hình ảnh chú cú mèo. Đây là hình ảnh chú gấu đang nằm bẹp xuống dưới nền nhà. Đây là hình ảnh chú gấu kèm cái móng vuốt, cái logo. Nhìn khá giống với Kung Fu Panda. Đây, chàng chú gấu to béo của chúng ta đây. Đây là chú gấu đang ăn dưa hấu này các em. Và đây là quả dứa nha, quả thơm đó. Đây là hình cuối cùng trong 8 sticker của chúng ta là một cây rìu, một cái búa rìu. Rồi, đây là toàn bộ 8 hình sticker chú gấu và những người bạn của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa nha.
Rồi, video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Nhớ đăng ký và chia sẻ kênh của chị nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.